Rồi hôm nay lại là tiếp tục là những sản phẩm rất là đẹp, độc và lạ nha các anh em ha. Hôm nay thì là một cái clip vào buổi trưa nha. Buổi trưa có ngày 24 tháng ngày 24 tháng 9 thì đến với buổi trưa ngày hôm nay. Thì bên đồ cổ Cần Thơ em cũng sưu tầm được rất là nhiều sản phẩm độc lạ để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình trong video hôm nay. Các bạn xem được thì nhớ cho em xin một like nha. Các bạn nhớ bấm vô giúp em ha. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều nha. Thấy ngón tay đưa lên nhấp vô mà em cho em xin một like nha. Và mình thấy chữ đăng ký thì các bạn nhớ bấm vào chữ đăng ký giúp em nha. Để hàng ngày thì lên 2 clip. Một ngày thì em lên 2 clip để giới thiệu với cả nhà mình các dòng sản phẩm bên em ha. Thì đến với clip ngày hôm nay thì có rất là nhiều sản phẩm cổ đẹp độc lạ sẽ có trong video hôm nay để giới thiệu cùng mình nha. Hôm nay là có một số phù điêu bằng đá xưa rất là đẹp. Bên cạnh đó là có hai cái máy của Mỹ nha cả nhà ha. Hai cái máy là G25. Đó, rất là đẹp. Bên cạnh đó có một số loại là cân đồng xưa này nha. Rồi khuôn bánh bông lan, có một cái mũ chống độc của Mỹ nữa ha. Sẽ có trực tiếp trong video hôm nay để giới thiệu qua Zalo của mình nha. Rồi sau đây sẽ là chi tiết để giới thiệu cùng cả nhà mình. Các bạn nhớ xem dõi hết đoạn clip này của em xem các sản phẩm hôm nay nha. Rồi đi vào mã số 1 đầu tiên trong ngày hôm nay. Thì bên hôm nay là bên em giới thiệu cả nhà mình. Hôm nay em vừa sưu tầm được một sản phẩm rất là độc lạ nha cả nhà nha. Đây một cái tước bằng đá xưa đây cả nhà mình xem ha. Rất là độc nha, độc và lạ luôn. Rất là to khổng lồ luôn đây cả nhà mình xem ha. Hình ảnh là giống như là một cái đây cả nhà mình ha. Hình ảnh là giống như là một cái con khổng tước vậy ha. Khổng tước nha, chất liệu bằng đá xưa. Rất là to đây cả nhà mình xem. Bằng đá xưa ha. Một cái hũ tước bằng đá xưa. Đây, em gọi đèn cho cả nhà mình xem nha. Bằng đá ha. Đó, thông đèn rất là đẹp nha cả nhà mình nha. Một cái tước bằng đá xưa, rất là to lắm luôn nha. Và về trọng lượng em cân thử cho mình xem ha. Trọng lượng nó gần 2kg nha cả nhà mình nha. Và một cái tước như thế này nè. Chiều dài tổng thể ha, chiều dài tổng thể nó đây cả nhà mình xem ha. Cái tước này là khoảng là 19cm nha. Bề ngang nè, bề ngang là khoảng là 15. Đây là một cái tước ha. Quá đẹp cho một cái tước to như thế này bằng đá. Bằng đá ngọc xưa nha cả nhà mình ha. Ít có nha. Nói chung là lâu lâu mới có sưu tầm được này. Có hình ảnh cho đây là con thạch sùng nè cả nhà mình xem. Rất là độc. Độc lạ ha. Đây cả nhà mình xem, gọi đèn cho mình xem ha. Và cái tước này mã số 1 trong video hôm nay. Bên em có giá giao lưu cả nhà mình là 3 triệu đồng nha. 3 triệu đồng cho một cái tước ở mã số 1 đầu tiên trong ngày hôm nay nha. Đây là một mã đầu tiên ha. Một cái tước. Rồi mã số 2. Mã số 2 là một cái hũ đá. Hũ đá sông Long nha. Một cái hũ đá chưa tài rất là to đây. Cả nhà mình xem ha. Đó, chất liệu bằng đá ngọc nha. Đây hai bên hai cái bộm nè. Hai bên là sông Long. Đó đây cả nhà mình xem ha, bằng đá ngọc nha. Đây em gọi đèn cho mình xem ha. Rất là đẹp nha, hũ này cũng rất là to. Hũ này đây, chiều dài bề ngang miệng tầm khoảng là 14cm và chiều cao ha, chiều cao là 15. Đó, một cái hũ chiêu tài hút lộc, hũ bằng đá ngọc. Đây cả nhà mình xem ha. Đây là mã số 2 có trong video hôm nay mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu của mình nha. Để em cần thử cái này nặng bao nhiêu ha. Cái này là nặng khoảng là 2,5kg nha cả nhà nha. Đây một cái hũ đá ha. Hũ này hôm nay bên em cũng có giá giao lưu cả nhà mình là 3 triệu đồng luôn nha. 3 triệu đồng cho một cái hũ đá như thế này. Đó, đây là mã số 2. Mã số 2 có trong video hôm nay nha. Mã số 2. Rồi mã số 3. Mã số 3 là một cái phù điêu. Đó, một cái phù điêu. Một cái phù điêu ha. Cái này mình dựng lên bàn nha cả nhà nha. Phù điêu này dựng lên bàn nè. Hình ảnh là tượng Phật ha. Chất liệu bằng đá ngọc. Tượng này to lắm luôn nha. Đây. Gọi đèn cho mình xem ha. Đá ha. Rất là đẹp nha, tượng bằng đá ngọc. Và bề ngang chiều cao của cái phù điêu này, chiều cao phù điêu này tầm khoảng là 22cm. Và bề ngang ha, bề ngang tổng thể là 17cm. Đó, chất liệu bằng đá ngọc. Đây các anh em xem. Và cái một cái phù điêu bằng đá như thế này. Hôm nay phía sau là có chạm khắc rất là nhiều chữ trên này nè các anh em thấy ha. Giống như là một cái bài kinh hay là gì trên này nè. Khắc ăn mòn trên đá. Rất là đẹp nha. Và một cái phù điêu như thế này, hôm nay bên em có giá giao luôn cả nhà mình là một cái phù điêu ha, một cái phù điêu rất là đẹp như thế này. Có giá giao luôn mình là 3.200.000 nha. 3.200.000 cho một cái phù điêu tượng Phật ha. Đây là mã số 3. Rồi mã số 4. Mã số 4 là một cái phù điêu Phật mẫu chuẩn đề. Đó, phù điêu bằng đá ngọc luôn. Đây các anh em xem ha. Một cái phù điêu bằng đá ngọc tượng mẹ Phật mẫu chuẩn đề đây các anh em xem ha. Đây là mã số 4. Đó, đá này các anh em xem nha. Gọi đèn vào ha. Bằng đá rất là đẹp nha. Phù điêu bằng đá ngọc xưa ha. Phía sau là cũng có khắc một cái bài kinh, bài thơ gì trên đá đây. Rất là đẹp. Đây mình cùng xem ha. Đây là mã số 4 ở trong video hôm nay cho một cái phù điêu bằng đá như thế này. Hôm nay bên em cũng có giá giao lưu với mình ha. Một cái phù điêu bằng đá như thế này. Đó.
có giá giao lưu với mình là 3,2 triệu ha. Cái phù điêu này cũng tổng trọng lượng là nặng khoảng là 1,8 kg gần 2 kg nha cả nhà nha. 3,2 triệu cho mã số 4. Rồi mã số 5 trong ngày hôm nay là cũng một cái phù điêu nữa. Đây cả nhà xem ha, cũng một cái phù điêu bằng đá xưa nha. Hồi nãy là tượng Phật đang cầm một cái cây pháp khí này. Đó, lâu lâu hôm nay em có về được mấy cái mẫu bằng đá xưa rất là đẹp. Đó, thông đèn rất là đẹp như cái nam ha. Mẫu đá này rất là hay nha. Đó, mẫu này thì về chiều cao khoảng là 22, bề ngang ha, bề ngang tổng thể là 17 cm. Phía sau đây cũng được khắc những bài kinh, bài thơ gì trên đây ha, khắc ăn mòn trên đá rất là đẹp nha. Và mẫu này cũng có giao lưu với mình là 3,2 triệu. 3,2 triệu cho một cái phù điêu này luôn nha, mã số 5. Rồi tiếp theo mã số 6 là một cái tước. Đây, một cái tước rất là to, tước bằng đá ngọc luôn, cực kỳ ít gặp nha. Và cũng rất là hồi đó giờ cũng chưa sưu tầm được cái nào giống như cái này. Nguyên một cái bằng đá ngọc giùm em ha. Đây hình ảnh là con nguyên một cái tước nè. Rất là dày, rất là nặng, bằng đá ha. Đó, cả nhà mình xem nha. Và cái tước này về trọng lượng của mã số 6 này, cái tước này để em cân thử mình xem thử. Khoảng là gần 2 kg luôn nha cả nhà nha. Một cái tước bằng đá này. Và chiều dài này cả nhà xem nha, chiều dài là tổng thể là khoảng là 18 cm, chiều cao ha. Chiều cao là 16 này. Một cái tước này rất là to. Cái tước này hôm nay bên em có giá giao lưu với cả nhà mình ha. Một cái tước này là 3 triệu đồng nha. 3 triệu đồng cho mã số 6. Mã số 6 ha. Và mã số 7. Mã số 7 là một cái tước tỳ hưu. Đây, một cái tước phong thủy nha. Cái này thì có giá giao luôn cái nhà 3,5 triệu nha. Một cái tước tỳ hưu rất là to nè, nói một con tỳ hưu nha. Bằng đá. Hai bên là xung quanh là giống như con thạch sùng nè, nó bò lên này ha. Rất là to, rất là nặng nha. Bằng đá ngọc xưa ha. Đây mình xem rất là to nha. Và cái tước này mã số 7 này về trọng lượng ha. Về trọng lượng đó đem cân thử là gần 3 kg nha cả nhà nha. Gần 3 kg cho một cái tước to như thế này nè. Gần 3 kg á. To lắm. Và bề ngang ha. Bề ngang tổng thể gần 20 cm, chiều cao này. Chiều cao là khoảng là 19 nha. Và cái tước to thế này 3,5 triệu nha. Tước tỳ hưu. Đó, đây là mã số 7. Rồi mã số 8. Mã số 8 trong video hôm nay là cũng là một cái tước nữa. Đây là cũng là một cái tước nữa nha. Tước này cũng rất là độc lạ. Trên đây là hình ảnh là con thạch sùng nè. Ở đây hình ảnh con tỳ hưu ha, bằng đá ngọc xưa nha. Đây cái này em xem ha, ít có luôn. Chung là mấy mẫu này là lâu lâu mỗi thứ có một cái như thế này thôi. Và chiều dài tổng thể là khoảng là 19 cm, đường kính miệng là 11. Và một cái tước như thế này hôm nay bên em có giá giao luôn mình là 3 triệu đồng nha. 3 triệu đồng cho một cái tước này ha. Tước này là nặng là khoảng là 2 kg nha cả nhà ha. Đây là mã số 8 có trong video hôm nay. Một cái tước ha, rất là đẹp. Đây là mã số 8 mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu của mình nha. Rồi thứ hai mã số 9. Mã số 9 trong ngày hôm nay thì bên em giới thiệu với cả nhà mình nè. Có được một cái máy GC25. Đó, cái máy này còn luôn nguyên zin hết. Nguyên cái dây đeo luôn. Đây cả nhà xem nha. Nguyên cái dây đeo để người ta đeo trên lưng luôn á. Đây, mình cùng xem ha. Để em để gần để cho mình xem cái máy này ha. Hôm nay em về được có sưu tầm được hai cái. Đây là cái đầu tiên nè. Còn nguyên zin hết luôn nha cả nhà ha, nguyên kiện luôn. Đây, các nút ở trên này ha. Ở trên này là còn nguyên cái sợi dây. Đây cả nhà xem. Đó, còn đầy đủ luôn nha. Phía sau là nguyên một cái đai để quẩy luôn ha. Nguyên đai để quẩy luôn nha. GC25 đó. Đây cả nhà xem, nguyên cái sao để quẩy sau lưng luôn. Có hôm nay em có hai cái. Đó, đây là cái một cái có giá giao lưu với cả nhà mình ha. Một cái thứ nhất này. Đây là mã số 9 có trong video hôm nay nha. Mã số 9 là gồm có hai cái. Một cái thì có giá giao lưu với mình là đây, một cái như thế này. Bên em có giá giao lưu mình là 2,8 triệu nha. 2,8 triệu, còn đầy đủ cái bao quẩy phía sau luôn. Đây là có cái miếng dựa lưng nữa ha. Nhìn hết luôn nha. Ở trên là nguyên một cái càng rất là dài nè. Có hai cái thì cả nhà có nhu cầu sưu tầm cái nào thì báo em. Đây nè ha.
rất là đẹp nha. Còn nguyên cái dây cái cây đưa lên đầy đủ phụ kiện hết, luôn cái da phía sau luôn ha. Đó, mình có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em nha. Một cái có giá vô luôn mình 2,8 triệu. Cái này tại còn nguyên cái này phía sau luôn nè, cái miếng quẩy luôn á, hai cái ha. Đây là mã số số 9, chính là hai cái. Đây là cái thứ hai của mã số 9. Hai cái này là còn nguyên zin hết, ít có những cái nhà nha. Nói chung là những cái mà nó còn nguyên đai, nguyên quẩy như thế này luôn, hiện tại là không có nhiều nha. Đó, nguyên bộ của Mỹ ha. Rồi cả nhà có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em nha, đầy đủ ha. Rồi đây là mã số 9. Nói chồng à, video buổi chiều tối ngày buổi trưa ngày hôm nay ở bên đồ cổ Cần Thơ em với Thiện cùng mình nha. Đây là mã số 9, số 10. Mã số 10 trong video hôm nay thì còn được một cái này nha cả nhà ha. Mã số 10 là còn được một cái đỉnh trầm chút nha. Chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 25. Bề ngang ha, bề ngang là tổng thể 16 cm, chất liệu bằng đồng. Một cái đỉnh chút em ha, và một cái đỉnh trầm chút như thế này chất liệu bằng đồng. Đỉnh này hôm nay có giá giao lùi dê chúng mình là 1,6 triệu nha. 1,6 triệu cho mã số 10, một cái đỉnh trầm chút ha. Rồi thứ hai mã số 11. 11 hôm nay em còn một cái bộ chuông chày kèm theo bao da luôn. 11 là một bộ chuông chày còn nguyên bao da như thế này luôn ha. Đây các anh em xem nha. Chuông chày Tây Tạng kèm cái bao da này đựng luôn nha, một chuông một chày. Rất là vang ha. Và cái này tổng trọng lượng á tầm khoảng là 900 g. Rồi chiều cao 18 ha. Cái này có giá giao lưu với mình nha. Cái này thì có giá giao lưu với mình 1,3 triệu cho mã số 11. Rồi mã số 12. 12 hôm nay còn được một cái khuôn bánh mông lan. Cái này nặng 4 kg. Cái khuôn bánh mông lan nặng 4 kg 3 giùm em ha. Chuẩn xươi em nha. Đây là mã số 12. Đây các anh em xem ha. Ít có nha. Lâu lâu mới có mua được mấy cái chuẩn xươi như thế này ha. Đây, mặt bên này các anh em xem, khuôn bánh bông lan, chất liệu bằng đồng chuẩn xưa luôn nha. Cái này nó nặng tới 4,2 kg được. Và cái này có giá giao lưu với cả nhà mình 1,8 triệu ha. 1,8 triệu. Có đường kính ngang khoảng là 23 cm. Đó, đây là mã số 12. Cái khuôn bánh bông lan ha, khuôn bánh bông lan chất liệu bằng đồng chuẩn xưa luôn nha. Ở đây là mã số 12. Và mã số 13. Mã số 13 cũng là một khuôn bánh bông lan nữa. Khuôn này cũng chuẩn xưa luôn nha. Khuôn bánh bông lan tổng trọng lượng là 4 kg. Rồi cũng có giá giao luôn mình 1,8 triệu luôn nha. 1,8 triệu luôn ha. Mã số 13 ha. Mẫu khuôn bánh bông lan xưa. Mã số 13. Rồi thứ hai mã số 14. 14 là một còn một cái cây cân giá ha. Mã số 14 cây này cây cân cái dầu này. Đó, cây này còn nguyên zin nha. Cây này cân được 21 kg. Liền lạc lành lặn nha. Toàn bộ bằng đồng thao hết nha các anh em ha. Bằng đồng nha. Có giá giao luôn cái nhà 1,2 triệu cho mã số 14. Rồi mã số 15. 15 là cũng một cái cây cân nữa. Cây cân mã số 15 này, cây này cũng là cây cái dầu luôn, cây này năm 98 này. Cũng toàn bộ bằng đồng rất là dày, cây này cũng 21 kg này. Cây này cũng 1,2 triệu luôn nha các nhà ha. Cân đồng xưa nha, 1,2 triệu. Ở đây là mã số 15. 15 ha. Rồi tiếp theo mã số 16 là một cái gạt tàn con cua. Mã số 16 trong video hôm nay là một cái gạt tàn con cua các nhà xem ha. Cái gạt tàn này về trọng lượng. Về trọng lượng là tầm khoảng là 1,3 kg. Và bề ngang ha, bề ngang tổng thể tầm khoảng là 18 cm. Và một cái gạt tàn cua như thế này có giá giao luôn 1,2 triệu. Bên em bao luôn phí vận chuyển toàn quốc cho mình ha. Đó, đây mã số 16. 16 có trong video hôm nay nha. Rồi mã số 17. 17 như giới thiệu là hôm nay em còn được một cái mũ chống độc của Mỹ nè. Đó, đây các nhà xem ha, rất là độc nha. Độc lạ. Ở trên này mắt này ha, mũ chống độc nha, còn nguyên tem nguyên kiện nè. Cái này mình về mình có thể trưng bày sưu tầm ha, hoặc là mình đeo vô để vệ sinh lại, mình đeo để mình khử độc. Đó, mũ chống độc của Mỹ ha, còn nguyên đai nguyên kiện luôn. Cái mũ này hôm nay có giá giao luôn cả nhà mình là 700 ngàn. 700 ngàn cho cái mũ chống độc của Mỹ ha. Đây là mã số 17 mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng mình ha. Mã số 18 là một bộ trà hoàng gia nha. Một bộ trà hoàng gia mang đậm phong cách hoàng gia ha. Mã số 18 có tổng trọng lượng là tầm khoảng là 1,2 kg. Và chiều cao của cái bình là tầm khoảng là 26. Đường kính khay ha là khoảng là 30. Đó, cái này là có giá giao lưu với cả nhà mình. Một bộ thế này 1,5 triệu nha. Đính ngọc trên đây nè. Trên đây là cung điện hoàng gia nè ha. Trên đây có được đính ngọc trên đây nè. Rất là đẹp ha. Mỗi ly đều được đính đá hết. 1,5 triệu cho một bộ như thế này. Mình có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ với em nha. Đó, đây là mã số 17. Và mã số 18 cũng là mã số cuối cùng trong clip ngày hôm nay. Thì bên em còn được một cái cặp khẩu pháo thần công nha.
Cặp này nặng khoảng 23 kg, Canon 1832, nặng là 23 kg nha cả nhà ha, nặng là 23. Và chiều dài của nó, để em đo chiều dài mình xem thử ha. Chiều dài tổng thể là tầm khoảng là 53 cm đó. Đây cả nhà xem ha, rất là đẹp nha. Canon 1832, một cặp thần công đại pháo 1832 ha, bằng đồng nguyên khối luôn nha. Cặp này về trưng bày siêu tầm là thôi khỏi chê. Và cặp này có giá giao lưu với cả nhà mình là 10 triệu đồng nha. Đây cũng là mã số cuối cùng trong clip buổi trưa ngày hôm nay. Rồi em cũng cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Xem tới đây chưa like cho em xin một like cả nhà ha. Bấm vào chữ đăng ký kênh nha. Rồi hẹn gặp lại cả nhà mình vào video tiếp theo ha.